Rồi chào bạn nha, chiều nay đi gài mấy cái gặp chuột cho bạn ơi, gài vòng vườn nè. Hôm gài thấy vòng vườn có cóc chín nó rụng xuống á, cái có chuột nó ăn á. Lại lâu quá mình không gài mấy cái khu vực vòng vòng nhà mình, bữa nay gài thứ có dính con gì không bạn ơi. Đây trước tiên mời bạn ăn mận nha, mới hái xong hai trái mận nè, mít luôn nữa, có mít luôn, mít gài chuột á, nhưng mà ăn được, nãy giờ mình ăn cũng nửa phân rồi nè. Mít đang ăn cũng ăn với gài chuột à. Đây chiều nay mình sẽ gài bằng mồi mít, mít chín. Mít chín với lại lúa nha bạn. Đây. Mít chín thì bạn gài chủ yếu dính cơm á, cống ít vô lắm. Rồi mình gài thêm lúa nữa, mình bội thêm lúa nữa. Coi có cống không mình lụm luôn. Rồi thôi bạn mời bạn ăn trái mận trước nha. Rồi mình đi gài mấy chuột. Mận ngon ghê không? Chín cây luôn. Ngon. Quất hồng đầy chứ mà luôn ngon. Ăn mặn cạp gì mới ngon à. Với bạn nói dao bạn gọt gọt miếng nhỏ nhỏ ăn không ngon. Gọt ăn mới sướng. Quất xong cái mặn đã thiệt bạn ơi. Mồi gà chuột nhìn ngon lành không? Đó. Mình nhìn mình còn thèm đứng với mấy con chuột. Thấy vậy chứ chừng mấy con chuột nó chê nữa. Rồi thôi giờ lên đường bẫy chuột thôi bạn ơi. Gà mấy cái gặp này coi. Rồi giờ chờ đợi sáng quả đi. Ủa lộn. Chờ đợi thành quả sáng mai mình đi thăm luôn nha. Giờ mình lội đi gài số này cái 15 cái á, ngay số con chuột luôn. Khui hàng, khui hàng. Chuẩn bị khui bẫy chuột thôi bạn ơi. Hy vọng là sáng nay có hàng nha. Cái đầu tiên chỗ này lý tưởng lắm cho cái hàng nè. Cái hàng lúc trước mình bắt cũng mấy con rồi nè, mà cũng còn nữa, nó bò lắng cho à. Hello. Good morning. Rồi không sập rồi. Cái đầu tiên chết luôn các bạn ơi. Nó có ăn lúa ở ngoài cơ mà nó không vô trong. Khùng quá khùng luôn. Thôi hẹn ngày mai. Ngậm luôn. Nói chung giờ mình cũng gài bẫy vòng vòng nhà nè bạn. Bắt mấy chuột cống á. Chứ mấy chuột cống ăn ốc á chứ. Giờ chuột cũng ít lắm. Còn vài con à. Tính ra mấy con chuột nó ăn ốc dữ thiệt. Nhà mình mấy cái trên giường mình, cha mình nuôi ốc á. Mà tha nó bỏ vỏ đóng. Ở đây mà ai nuôi ốc thì sẽ biết. Thứ nhất là ốc tặc. Thứ hai là bìm bẹp. Thứ ba là chuột cống nhum. Ba thứ đó là chùm luôn. Bìm bẹp cũng ghê gớm lắm nha. Mương là nuôi ốc là nó là ăn là có thể hết luôn á. Nó hợp tác với chuột cống nhum mới ăn ốc ghê lắm. Tính ra nó hay thiệt. Cái này có sạch mà chắc không dính nè. Rồi không dính ta. Kỳ gì. Có sạch không dính. Chắc thật lồi quá. Nè. Giấu nè. Này bìm bẹp nè. Ăn mà vỏ còn nguyên là bìm bẹp. Còn ăn mà cắn bể vỏ là ốc. Đó là chuột chứ. Cái này dở quá. Gài ra luôn bạn ơi. Sao có bạn cơm nhão chạy theo lon ton bạn này. Chạy theo cơ. Đây cũng có ta cắm câu nữa mà nó. Sáng giờ thăm không dính để luôn con mồi. Nói chung lúc này cũng có người cắm câu nhiều lắm nên mình không có xâm nhập địa bàn được, địa bàn hàng xóm được. Địa bàn nhà mình nó cũng ít cá nên mình cũng biến cắm luôn. Để lâu lâu cá nhiều cắm lần cho nó sướng. Cắm dính lần ít cũng không phê. Ê, quên cái gặp chuột trên kia luôn ta. Sáng nay đang kiếm con cống chà bá hú rồi, ốc nữa nè. Thà lên ăn nè, ghê không? Mấy bữa ban đêm đi vườn cha mình thấy mấy con ốc, mấy chuột nó xuống nó mò. Ốc nó mò ốc bự bự không à. Hôm nay đi săn thử. Lúc tối nó chạy theo mé nó bắt chuột á. Không dính luôn bạn ơi. Quá dở rồi. Có hàng luôn. Chà bá lửa luôn. Ê nó cắn muốn sức cái nắp rồi ông nội ơi. Để mình nhảy qua mình chụp lại bạn ơi. Mình thấy sức cái nắp rồi. Tại cái gặp đó mình chế. Để nó chui ra cái móc bọc luôn á. Phải sức cái nắp không ta?
cái gặp đó gặp mình chế, chế gài bìm bịp. Gặp bự lắm. Ê, trời trời trời, rứt cái nắp thiệt má ơi. Rồi sao vợ? Banh chạnh cái nắp hết trơn rồi nó ra bây giờ đây nè, chuột quá bự rồi cả ký vậy á. Sao vợ, sao vợ? Nó bung bên đây luôn rồi nè, nó bung hai bên luôn rồi. Bẻ vô, bẻ vô. Quá trời con chuột rồi bạn ơi. Chuột cả ký vậy á. Dạ cái gặp khổng lồ nó vô nè. Rồi nó cắn nát hết trơn luôn rồi. Quá trời con chuột rồi. Rồi cả ký. Gặp này gặp mà chế. Gặp mình gài bìm bịp. Ăn ốc bỏ quá trời nên chế gài để nó ăn ốc hết ốc. Quá trời con chuột rồi. Để qua mình buộc lại. Cầm máy giùm em. Quá con chuột rồi. Mày sao bố? Cắn rồi nè. Có cái gặp nào ở đây không? Nội ơi. Quá trời rồi, nát hết trơn rồi. Này làm bằng lưới bẫy rắn nè bạn. Cắn banh hết trơn luôn. Trong đó có mấy cọng dây chì á. Sao lấy cọng dây chì này ra được? Thì nó cái mỏ nó kìa anh ơi. Hết biết chuột rồi, gãy gặp này nó mới chịu vô nè. Đó. Mấy con này phá. Trời ơi. Nuôi mương ốc là nó ăn là hết luôn á. Chùm luôn á, chùm. Nó với mình bịp. Ông nội nuôi để đây để dành nuôi chuột với bìm bịp. À, tính ra cũng được. Qua đó nó ốc bạn thấy ăn nó bỏ đóng đóng. Rồi bữa nay tôi tin sướng rồi. Nói chung mấy con này mà không bắt nó, bạn không bắt nó là nuôi ốc là không có thu hoạch luôn á. Nó thu hoạch giùm hết trơn à. Nó ăn hết trơn. Nó nói nuôi đi để nó thu hoạch cho, để anh thu hoạch chi cho cực nữa. Con này không thấy nó đi vườn, thấy nè. Hổm cha đi vườn chắc tối á, thấy nó chạy còi còi cái thang ốc chạy còi còi luôn. Ăn đêm gọi thấy sáng rồi ha. Bự lắm. Gà bự thiệt. Bự thiệt. Con này hết luôn rồi. Có á. À, bỏ đây em thấy không ổn đâu nha. Chết theo chứ. Cái gặp gì mà kỳ cục quá à. Gặp tay chế gà bìm bẹp mà đâu phải gà chuột cống đâu, sao nó vô nè. Gà bằng ốc luôn nè, ốc nè, vỏ ốc không à. Nó ăn ốc. Nó không gà đi, trai vợ mình. Cái cha mình nhà ông gà cũng dính mấy bìm bẹp. Rồi im. An toàn rồi. Mang lấy cái lò xo này buộc lại cái nó chặt hút. Nó đứt cái lò xo luôn. Đã buộc được cái hết hồn mày. Cái bờ bên đó là nó tha ốc vỏ, bạn không biết bao nhiêu ốc luôn. Ăn á. Buộc đâu vậy? Buộc đâu em thấy nó cũng sức hết trơn á. Cứng rồi. Thấy cái nắp này thấy nó gầu rồi đó. Bảy tao gà chim mà phải gà chuột đó. Nhìn qua thấy đen xì cái đó mà nó tóc nó chung ra cắt bỏ luôn, gượt làm gì lợi nó. Nhớ sao anh gượt lại nó. Nhìn thấy cái mỏ nó banh cho là bay qua chụp luôn. Chứ hôm nay đi qua đó ghề ghề là nó chạy ra luôn á. Ừ. Nãy giờ đi vòng đường vảnh dám nó giọt ra luôn. Nhờ đi bên đây vòng qua thấy từ xa. Rồi em. Quá chuột rồi bạn ơi. Khổng lồ luôn. Con chuột cống siêu to khổng lồ luôn, chùm cuối luôn. Nè. Đã ghê không? Cái lòng bự chà bá mà nằm một đục nè. Này là đúng là chùm cuối luôn rồi nè. Này gọi là cái gì? Cái gì? Những con chuột khổng lồ miền Tây. Xách em. Là anh thăm cái này. Đã thiệt chứ. Nhưng mà không gài cha, mình gài không vô ta. Ý, đây một con chuột nữa bạn ơi. Con này thì nó không ăn ốc. Con này nó ít ăn ốc lắm. Con này nó ăn mít. Con này là nó leo lên mấy cây mít là nó cạp thôi thôi luôn. Mít, chuối, mận. Ngon lành, một con chuột cơm nữa. Xách chuột không nổi luôn rồi kìa. Đã thiệt chứ. Mấy mương này cha mình nuôi ốc nhóc chưa.
nó nhìn lại đây nó ăn phải nó bự. Giờ muốn ăn ốc lên mấy mương này mò chút xíu. Minh thiên luôn. Đây nè, chỗ mình gài dính con chuột nè, nó ăn nè, bạn thấy không? Ốc ma nó còn ăn nè, đó. Ốc ma mình đặt chấm nó còn quất nè. Ốc ma nè. Ở trong đây nè, hôm qua mình có gãi ít lúa gì nó mới vô. Ốc bu nè. Ghê không? Nè, đóng đóng nó ăn ốc bu có tha cỡ này nè. Đó, thấy ghê ớn thiệt chứ. Nhưng qua mình gài miếng lúa thì nó vô. Hôm qua mình phát hiện chỗ này có hàng nữa nữa bạn ơi. Đây nè, hôm gài đi vô chai vợ mình về đây lộng hành quá. Bạn thấy gì trong đó không? Nè, bắt đầu nó dài à. Từ đây nè, nó dài qua tới đó luôn. Ớn ăn không? Con này bự lắm nha. Con này phải ký mấy á. Nè, cái đầu nó nè, nguyên cái khúc này của nó nè, bự lắm bự. Con này là vô hàng nhất luôn á. Ghê hồn không? Đừng nói khu vực mình hết gắn nha, gắn nhiều lắm nha. Cái đầu nó bị lớn nè, cái đầu nó bự hơn chân cái mình nè. Ghê hồn cái đầu không? Con này là phải ký mấy, bự lắm bự. Phanh của nó nè. Cái da còn thủm thủm luôn đó là, da còn ướt. Còn thúi luôn, này mới lột bữa trước. Hết biết bự. Siêu to luôn á. Con này nó dài bạn, từ đây nè, mà nó dài. Dài qua tới đây luôn à, coi. Dài tới đây nè. Lúc bên đó luôn kìa. Ghê hồn không? Để bữa nay có chuột nhỏ mình lên mình đặt vòng vòng đây. Dài bữa dính. Mình nghĩ chắc là ở dưới vòng vòng chỗ mấy mã đây nè. Ở dưới chân này hay gì nè, có cái hang đây nè. Dạ. Nó ở trong đây thì không biết đâu. Vòng vòng đây nè. Kiếm chuột nhỏ nhỏ mình đặt đây vài bữa nó khô da nó ra nó đi ăn nè. Làm hoa chỗ mất tiêu đi nha. Đây được con ốc me. Hello khu khu khe khe cái. Chỗ này nó ăn ốc mới dữ nè. Ừ, không dính nè. Đống ốc tản thần hồn thiên địa không nè. Chỗ này là chuột với lại chuột với cái gì bị bẹp nó hợp tác nè. Chỗ này không mấy ký lô á. Dài qua đó nữa kìa, đó ống đóng nữa kìa. Đó, mấy cái cắn bể bể là chuột, còn mấy cái nguyên con là chim. Ban ngày chim nó lên tha lên là chuột nó ăn, tối tôi lại ăn nè. Hết biết không? Nhưng mà gại gặp đây nè, chắc nó đó, chắc con đó đó. Tính ra con đó hổm đó giờ chắc ăn cả mấy tấn ốc. Mấy tấn ốc không có, nhưng mấy trăm ký lạn quạng có đó, con chuột đó đó. Qua sông bạn ơi, lâu lâu trở về vườn nhà bạn thấy sướng sướng liền ha. Qua cục này hai cái, hy vọng lụm con bự nữa. Bên đây cũng lý tưởng lắm, có cái đường mòn cũng ngon lắm. Rồi cái đầu tiên chết cho bạn ơi. Cái này không dính nè. Đây nó cũng ăn ốc một đống nên không dính. Ờ nó ăn lúa phía ngoài bạn ơi. Này có nè. Ăn lúa phía ngoài chân rồi mà không vô ha. Khôn ghê thiệt. Để ra đi. Mời cũng lụm mày hả. Giờ gặp chuột và như gà cá bóng. Hôm qua nay nước lên dữ ta. Nước này chuẩn bị tới nước đặc chúm rồi. Nước hôm lên, nước sáng, nước lớn sáng. Chỗ này cũng chỗ quyền thoại nè, bắt biết nhiều chuột đó, hết luôn rồi. Chuyến này dính chùm cuối là hết luôn rồi. Gắn kim con bự bự nữa coi, quyền con tin con, cái này chết luôn rồi. Nước lên cái nó không ai ăn này. Hy vọng mấy cái trên cục lùm trên đây dữ lắm nè. Địa điểm trên đây là cũng ngon lắm, có cống luôn, cũng ăn ốc dữ dằn lắm. Trên đây như mình gài một cái, ba cái, ba cái, ba cái. Hello, chào buổi sáng. Khui, ê, có sập nha, có sập. Rồi chuột cơm ăn ngay, cơm.
cơm 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 cơm. Một con chuột vô gặp còn cắn dữ nha. Lâu dây phổi đâu vô lum chứ. Một con này bự. Hello, chào bạn. Rồi, không sập rồi. Cái này không dính rồi. Còn ở trong lùm bên đây một cái. Lùm này chui vô. Chui vô lùm. Cái này mình nghĩ chắc dính con chuột cơm nữa quá. Tại hôm qua thấy dấu chuột cơm bò dữ lắm. Hello. Hình như không sập rồi. Không dính nè bạn ơi. Chỗ gì không có cơm ta. Dở thiệt chứ. Cặp bờ hồ này bữa cũng còn con chuột bự lắm. Chắc tối nó bò trên mấy cao su gột gột gột. Không biết phải con này không biết. Coi sập nghe. Rồi sảy rồi. Sập không dính ta. Tờ dính thiệt. Dính 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 dính. Hai con luôn. Cái này dính hai con luôn bạn ơi. Dữ dằn thiệt. Hai con ốc ma. Hết có biết thiệt chứ. Kệ ốc ma cũng được. Con ốc ma có mồi đặc chấm luôn. Hai con ốc ma. Cây mít này trái nó quá khủng bạn ơi. Nó gãy cây luôn. Lật xe buýt luôn rồi nè. Cái mít siêu to luôn á. Ừ. Mít này 14-15 kg á. Mà này nó chưa già. Trái này còn ăn được. Mà cây này chắc hư rồi. Cái cây này có thể nuôi được cái trái. Nhưng mà tới cái trái đó nó chín nữa. Cây nó hư luôn, chết luôn. Trồng cây mít ăn được con trái. Chết cây. Cũng như trồng bắp. Mít trái quá trái luôn rồi. Nhìn thá. Chắc này còn cái bẫy nữa hết rồi bạn ơi. Dài bên cái mé bên hồn kia. Sáng nay cũng thành công nha. Săn được chùm cuối là vui rồi. Chuyến này cho mày hỉ ăn ốc luôn. Tính ra nó cũng lựa ha. Bẫy đó nó không chịu vô đâu. Nó chịu vô cái bẫy whip của mình thôi. Bẫy nhà làm. Bẫy nhà làm có công dụng nha. Chơi đâu. Giỡn cho nó bưởi. Bự thiệt lông bạc luôn. Bự lắm nghe, con này bỏ vô cái bẫy kia nhìn khủng khiếp lắm, nó cứng luôn á. Lại cái bẫy nó rộng nè. Quá đã. Hy vọng cái cuối cùng tán em nữa kìa. Đây mình có công trình lớn nè bạn ơi. Quy mô cũng rộng rãi lắm á, lớn lắm chơi đâu. Chuẩn bị xây cái bồn nè. Bồn ngay đầu hồ để nuôi lươn chơi. Tại mình cũng đặt chúm nhiều á. Cái mình... nuôi là thử ra thành công không? Biết đâu thành công mai mốt thì nguyên khu vườn mình trở thành nguyên khu vườn lương luôn sao? Mở cửa giùm bưởi. Bưởi 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 bưởi. Đóng luôn. Mở đóng chứ sao giờ còn cái cuối đây nữa bạn ơi. Sẵn cầm máy đi luôn. Cốc chín cũng nhóc chưa? Cái này tán còn thư già nó cho sướng nha. Cái này gài chứ không hy vọng. Cái này cái cuối cùng hôm qua hết chỗ. Ê có sập nghe. Ê đừng chê nghe. Trời ơi nước không. Không dính ta. Này còng làm sập các bạn ơi. Nước ngập sách vậy luôn. Còng vụn hang nó làm sập. Rồi chết luôn. Cái cuối cùng sách gặp bưởi. Con Lý sáng kiểu sáng ở nhà không chịu đi theo. Đi theo cho sách gặp. Ai nhắc dữ vậy ta. Mới dính chuột bự ai nhắc dữ vậy không biết. Rồi thành quả sáng nay mình đây bạn ơi. Dính được 20 cơm với con chuột cống. Mà có con chuột kia nãy máng kia mít. Tôi quên em về rồi. Cái con mà dính sau chuột cống này nè.
máng với cây mít nó đi vòng được bên đây cái quên qua bển này, chút lên lấy sau. Con cơm vàng tươi, con này thì chuyên gia khóa trái cây, con này thì chuối, mít, mận, nhãn, nhãn khoái lắm hả, nó là chùm nhãn luôn á, hầu như trái cây nào nó cũng ăn hết, còn không ai lúa, cây nó cũng cắn luôn. Con này thì chuyên gia ốc, con này cũng ăn trái cây nhưng mà nó ăn không bằng, nó khoái củ với lại ốc hơn nha. Bạn nào trồng vườn mà có khoai mì, khoai tự, khoai lang rồi ha, là nó chùm luôn. Như ốc, nuôi ốc thì gặp nó là ốc, ăn ốc bao nhiêu mập phù lù như cái lu á. Mỗi cái gặp này khó cân, để hồi mình sang qua gặp kia mình cân thử. Quá trời chuột bự luôn bạn ơi, con này là sống lâu năm dữ lắm, lâu luôn rồi nè, ăn chắc mấy trăm ký ốc có thể có luôn á. Ghê hồn, chuột bự chùm cuối luôn á, quá đã, sướng 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 thiệt. Để mình lấy cân cân thử chuột này, nặng lắm, nặng luôn. Để mình cân thử nha bạn, này 1 ký nè, 1 ký hơn á, 1 ký 50 á. Là ăn chuột này, cái gặp này chừng 200 gram mà gặp nó nhẹ phèo à, tại lưới bẫy gắn mà, 200 sợ không tới nữa. Là ăn chuột có hơn 800 gram luôn á, ghê hồn không, khổng lồ luôn. Nè, so với cái gặp này, nếu ăn chuột này bỏ cho cái gặp này là cứng cái lòng luôn nè, khổng lồ không. Giờ không dám bắt ra nó chạy uổng lắm. Ăn chuột 800 gram đó, siêu to luôn, quá bự luôn, nhìn khủng khiếp thiệt chứ. Này cái bề dài của nó nè, bạn để cái gặp này vô nè, thấy không? Đó, nó nằm cong vậy đó, phải cặp từ đầu tới đuôi mà nằm cong mà tới luôn nè. Ghê hồn không? Nằm vô cái này gặp này là cứng. Ngon lành. Nói chung bắt được con chuột này cũng đỡ tốn được biết bao nhiêu ốc một đêm. Rồi thôi mình cũng kết thúc buổi sáng này luôn bạn ơi. Sáng nay sướng 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 nha. Vừa bắt được chuột bự vừa gì gọi là trừ hại cho dân được luôn. Ngon lành. Rồi thôi chào bạn nha, gặp lại các bạn những clip sau nha. Đợi nào phát hiện có cống khủng ở trên khu vực này săn tiếp, con nào lớ quớ qua đây ăn trộm ốc là tới số liền. Chào bạn nha.